gồm 4 tập thể lớp 7B, 6B, 7C và 6C. Tập thể lớp tiên tiến gồm 6 tập thể lớp 9A, 9C, 8A, 8C, 7A và 6A. Xin mời lớp trưởng đại diện của 12 lớp trưởng có tên lên sân khấu để nhận được. Em phải chưa lên.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you do. Xin trân trọng cảm ơn anh Tài Liệu. Tiếp theo chương trình là phần trao thưởng cho 12 em học sinh đạt điểm thi cao trong kỳ năm học 2021-2022. Xin mời lên sân khấu học sinh Phan Hà Thảo, Đinh Thị Thanh Thảo, Bùi Gia Huy, Cao Nguyễn Thanh Lai, Phạm Nguyễn Thủy Dương, Cao Thu Phương, Nguyễn Ngọc Lê Nhi, Phan Đình Nam, Hoàng Bảo Linh, Bùi Việt Phong, Phạm Phan Bảo Nguyên, Nguyễn Thị Phương Hà. Em ở chơi đây. Học sinh Vũ Quốc Huy, học sinh Nguyễn An Khánh,
học sinh Vũ Minh Nhật, học sinh Trần Thị Diệu Anh, học sinh Nguyễn Trường Hải, học sinh Phạm Hồng Nhung, học sinh Lê Thị Khánh An, học sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo, học sinh Phạm Thị Thùy Trang, học sinh Phạm Thanh Hằng, học sinh Trần Thúy An, đơn vị lớp 7A, học sinh Nguyễn Văn Hiếu, lớp 7B, Phạm Nguyễn Đức Nhân, Lê Minh Châu, Trần Đức Anh, Đỗ Nam Mạnh, Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Lan Anh, Hoàng Bảo Linh, Vũ Thị Thảo Vi, Nguyễn Trần Hiền Mai, Vũ Minh Nhật, Vũ Thị Ánh Minh, Phạm Quỳnh Anh, Mai Thị Vân Anh, Nguyễn Lê Ngọc Vi, Phan Đình Nam, Phạm Khánh Linh, Trần Thị Hương Lan, Nguyễn Anh Thư, Vũ Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nhài, Đào Phương Linh, Lưu Thị Thu Trang, Ngô Thanh Bình, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Huy Hiệu, Lãnh Như Quỳnh, Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Vân Anh, Đỗ Thùy Dương, Trần Tùng Lâm, lớp 7C, Vũ Khánh An, lớp 7D, Bùi Thanh Thư, Tráng Minh Hạnh, Vũ Thị Thanh Hà, đơn vị lớp 8B, Đặng Tiến Khang, Đặng Thị Phương Nguyên, Vũ Minh Trang, Vũ Thảo My, Nguyễn Thúy Quỳnh, Phạm Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Cao Thị Lan Anh, Cao Nguyễn Thanh Mai, Đặng Nguyễn Trí Thông, Lại Thị Mai Linh, Trần Vũ Hải Anh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Nguyên, Phạm Phương Anh, Trần Thị Quỳnh Chi, Trần Thị Thanh Mai, Phạm Thị Ngọc Ánh, Phạm Viết Hoàng, Phạm Thị Thu Phương, Trần Thị Thu Trang, Cao Thu Phương, Nguyễn Thùy Linh, đơn vị lớp 9A, Doãn Văn Trung, Vũ Đức Duẩn, lớp 9B, Đặng Thị Ngọc Linh, Bùi Ngọc Hiền, Phạm Minh Tiến, Nguyễn Ngọc Khánh, Phạm Hoàng Minh Thư, Bùi Giao Huy, Hoàng Thị Ngọc Tuyên, Phan Hà Thảo, Nguyễn Bảo Linh Chi, Phạm Văn Thanh, Hoàng Mai Trang, Vũ Thị Ánh Duyên, Vũ Đức Mạnh, Cù Thị Thùy, Trần Thị Hoàng Anh, Đặng Thị Minh Thư, Trần Đức Mạnh, Nguyễn Văn Quái, Đinh Thị Thanh Hảo, Mai Thị Thu Quỳnh, Bùi Tuyết Phương, Nguyễn Hồng Xin, Nguyễn Ngọc Hiền, lớp 9C, Trần Mỹ Nguyên, vì điều kiện thời gian cho nên sau đây thầy giáo xin mời lớp trưởng đại diện của 10 lớp có học sinh giỏi lên nhận giấy khen và phần thưởng. Lớp trưởng các lớp 6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 7D, 8B, 9A, 9B, 7C. Em đã chơi rất tốt.
Tiếp theo chương trình, tôi xin thông qua danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến năm học 2021-2022. Đơn vị lớp 7A, học sinh Trần Hải Đăng, Trịnh Ngọc Hương, Vũ Minh Huyền, Đặng Mỹ Quỳnh, Lưu Thiết Trung, Nguyễn Trà My, Đặng Tiến Dũng, Đỗ Văn Dương. Lớp 7C, Phạm Hải Anh, Lưu Thị Ngân Thu, Đinh Tiến Minh, Trần Đông Nguyên, Phạm Minh Thư, Đoàn Ngọc Thịnh, Vũ Đức Tuyên, Lương Mạnh Quyết. Lớp 7D, Trần Thu Ngân, Vũ Tiến Trung, Đồng Khánh Thi, Ngô Tuấn Anh, Trần Trung Hiếu. Lớp 8A, Vũ Thị Hoài Ninh, Vũ Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Hùng, Lê Thị Oanh, Đặng Đức Hùng. Lớp 8B, Nguyễn Thành Phú, Trần Thị Phương Linh, Mai Thanh Hải, Vũ Thị Thúy An, Nguyễn Hồng Sơn. Nguyễn Thị Thu Hoài, Phạm Vũ An Hiếu, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn An Bình, Hoàng Thị Phương Thảo, Phạm Hoài Nam, Doãn Minh Thư, Hoàng Thị Anh Lý, Nguyễn Đức Phong. Lớp 8C, Nguyễn Phúc An, Lê Thanh Hải, Lại Thảo Nguyên, Phạm Thị Ngọc Ánh. Lớp 9A, Đặng Nguyễn Quốc Nhiên, Bùi Thị Duyên, Nguyễn Thị Thanh Phương, Phạm Thị Quỳnh Anh, Phạm Văn Đình. Lớp 9B, Nguyễn Thị Thủy Dung, Nguyễn Thị Thu Huyền, Lê Thị Ngọc Ánh, Trần Phúc Bằng, Nguyễn Huy Hiếu. Lớp 9C, Lại Thị Anh Thư, Trần Thảo Ly, Nguyễn Thị Minh Thư, Mai Thị Hường. Xin mời lớp trưởng đại diện của các lớp. Kính thưa các vị đại biểu, các quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các toàn thể em học sinh. Tiếp theo chương trình là phần trao thưởng của liên đội cho những đội viên đã có những đóng góp cho hoạt động của liên đội trong năm học. Sau đây tôi xin thông qua quyết định khen thưởng của liên đội trường trung học Sở Vĩnh Long. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, liên đội trường trung học cơ sở Vĩnh Long số 01 quyết định khen thưởng liên đội trường trung học cơ sở Vĩnh Long. Quyết định về việc khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động đội năm học 2021-2022. Tổng phụ trách liên đội trường trung học cơ sở Vĩnh Long căn cứ điều lệ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh về chức năng quyền hạn của liên đội nhà trường, căn cứ tờ trình số 01 trung học cơ sở Vĩnh Long về việc đề nghị khen thưởng đội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động đội năm học 2021-2022 của liên đội trường trung học cơ sở Vĩnh Long. Quyết định điều 1 khen thưởng 26 học sinh trong liên đội trường trung học cơ sở Vĩnh Long đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động đội. Điều 2, các cá nhân học sinh được thưởng bằng tiền 70.000 đồng đối với 20 đội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 50.000 đồng đối với 6 đội viên trong ban chấp hành liên đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường trung học cơ sở Cao. Điều 3, giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội và các em đội viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt liên đội trường trung học cơ sở Cao, tổng phụ trách thầy giáo Bùi Minh Khánh. Sau đây xin mời các em học sinh có tên trong danh sách lên sân khấu để nhận thưởng. Một, Nguyễn Gia Huy, lớp 9A. Hai, Lưu Quang Bảo, lớp 9A. Ba, Nguyễn Văn Quái,
lớp 9B. 4. Trần Đức Mạnh, lớp 9B. 5. Đặng Thị Phương Nguyên, lớp 8B. 6. Mai Thanh Hà, lớp 8B. 7. Hoàng Bảo Linh, lớp 7B. 8. Nguyễn Thanh Hảo, lớp 7B. 9. Phạm Thị Quỳnh Trâm, lớp 7D. 10. Mai Ngọc Trâm, lớp 7D. 11. Bùi Việt Phong, lớp 6B. 12. Lê Thị Khánh An, lớp 6B. 13. Nguyễn Thị Sinh, lớp 6C. 14. Nguyễn Đức Chính, lớp 6C. 15. Phạm Văn Trang, lớp 9C. 16. Phạm Thị Ngọc, lớp 9C. 17. Phạm Thị Thu Viên, lớp 8A. 18. Trần Anh Tuấn, lớp 8A. 19. Vũ Minh Huyền, lớp 7A. 20. Lưu Viết Trung, lớp 7A. 21. Nguyễn Nam Cường, lớp 7C. 22. Đào Ngọc Thịnh, lớp 7C. 23. Đào Ngọc Thanh, lớp 6A. 23. Đào Minh Quân, lớp 6A. 24. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Bao dư lịch trong tương lai tươi sáng.
được sự thống nhất của bộ cha mẹ học sinh và ban giám hiệu nhà trường, hôm nay trường trung học cơ sở Bạch Long long trọng tổ chức lễ tri ân và chia tay ra trường cho học sinh lớp 9 niên khóa 2018-2022. Buổi lễ là thông điệp về lòng biết ơn, sự rèn luyện đạo đức và trách nhiệm của bản thân với xã hội mà nhà trường và phụ huynh cùng gửi gắm tới các em. Mở đầu cho buổi lễ, ban tổ chức xin trân trọng kính mời cô giáo Lê Thị Phong, tổ trưởng tổ khoa học xã hội, lên đánh giá quá trình rèn luyện tu dưỡng của các học sinh lớp 9 liên khóa 2018-2022. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể em học sinh thân mến. Quãng thời gian 4 năm trôi nhanh một cơn gió, mải mê chơi con chữ, đến giờ phút này có lẽ trong các em học sinh lớp 9 niên khóa 2018-2022 đều tận mình trước sắc tím của bảo tàng, sắc hồng của hoa phượng thấp thoáng đó đây. Một mùa hè nữa lại đến, nhưng mùa hè năm nay sẽ vô cùng đặc biệt với các em, bởi vì ngay sau mùa hè này các em sẽ không còn trở lại mái trường trung học cơ sở Bạch Long như mọi năm khác. Một cảm giác nhớ thương nơi lưu luyến mông lung có thể đang tạt vào cho các bạn học sinh, để rồi buổi tổng kết buổi chia tay ngày hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm khó phai. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng các em học sinh khối 9, trong buổi tổng kết và chia tay với các em hôm nay, tất cả chúng ta ai cũng vui mừng khi được sống trong một môi trường có chất lượng giáo dục xếp vào top đầu của huyện. Góp phần vào thành tích đó là kết quả rèn luyện tu dưỡng của các em học sinh niên khóa 2018-2022, cũng chính là các em học sinh khối 9 của năm này. Những kết quả đó là về ý thức tu dưỡng đạo đức trong năm học lớp 9, tỷ lệ xếp loại kiểu như sau: loại tốt đạt 74/106 em, đạt 69.81%; loại khá có 32/106 em, đạt 50.19%; không có học sinh nào kiểu trung bình hay đạt kiểu yếu. Về học lực có 30 em đạt học lực giỏi, đạt 28.30%; 45 em đạt học lực khá, chiếm 42.45%; 31 em có học lực trung bình, chiếm 29.25%; có 106/106 em đủ điều kiện và được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong quá trình học tập và làm việc tại trường, em luôn cố gắng nỗ lực học tập để đạt thành tích cao, góp phần chung vào thành tích của nhà trường. Tiêu biểu khi năm lớp 6 chất lượng đại trà em xếp thứ 14, năm lớp 7 chất lượng đại trà xếp của lớp 7 là xếp thứ 11, năm học lớp 8 chất lượng đại trà xếp thứ 2 trên 23 trường, trong đó môn văn xếp thứ 2, môn toán xếp thứ 6, môn tiếng Anh xếp thứ 6. Trong năm học cuối cấp năm 2021-2022, em đã đạt được kết quả cụ thể như sau: chất lượng đại trà cuối năm xếp thứ 18 trên 23 trường, trong đó môn văn xếp thứ 18, môn toán xếp thứ 14, môn tiếng Anh xếp thứ 16. Kết quả đại trà không cao nhưng rất mừng trong những khi học sinh giỏi quốc tế vừa qua, nhiều học sinh lớp 9 đã rất cố gắng và đem lại thành tích tốt cho nhà trường. Đó là: một, em Trần Hoàng Anh, lớp 9B, môn lịch sử đạt giải nhì cấp tỉnh; em Vũ Thị Ánh Tuyên, lớp 9B, môn lịch sử đạt giải 3 cấp tỉnh; em Hoàng Mai Trang, môn lịch sử đạt giải nhì cấp tỉnh; em Phan Hạn Hảo, môn sinh học đạt giải khuyến khích cấp tỉnh; em Hoàng Thị Ngọc Tuyên, lớp 9B, môn sinh học đạt giải khuyến khích cấp tỉnh; em Đinh Thị Thanh Hảo, lớp 9B, môn sinh học đạt giải nhì cấp tỉnh; em Hoàng Mai Trang, lớp 9B, môn sáng tạo khoa học kỹ thuật đạt giải khuyến khích cấp tỉnh; em Nguyễn Hoàng Anh, lớp 9C, cuộc thi em yêu môi trường đạt giải nhì cấp tỉnh. Với những kết quả đã đạt được,
nhà trường, thầy cô ghi nhận và tuyên dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc. Đề nghị các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể em nhận học sinh nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô cùng các em học sinh thân mến, mặc dù ngay sau ngày hôm nay các em sẽ ra trường, có những em tiếp tục học lên lớp trên, có những em bằng phẩm chất năng lực của mình mang kiến thức đã học được để phục vụ cuộc sống, nhưng các thầy cô và các thế hệ học sinh ngay sau vẫn dõi theo từng ngày, từng bước chân của các em trên những chặng đường đi tới. Chắc sẽ có nhiều những thăng trầm, song cô tin rằng với những kỹ năng kiến thức các em đã được trang bị, các em sẽ có những bước đi đầu đời thật vững chãi, tự tin. Mai đây cho dù đi đâu hay làm gì, cô mong các em luôn nhớ về mái trường Trung học cơ sở Bạch Long thân yêu, với thầy cô, bạn bè, nơi đã góp phần chấp cánh ước mơ, tri thức, nghị lực và tình yêu cho tâm hồn các em. Dù ngày mai ta chia tay, bạn ơi xin chớ quên nơi này, nơi đã đi sâu bao nhiêu tháp năm ngày xanh. Ngày mai dẫu xa nơi đây, mau tìm thủy chung không bao giờ quên, không bao giờ quên tình trò, không bao giờ quên tình yêu. Chào
trong giờ phút cuối cùng trước lúc chia tay. Thay mặt cho những học sinh lớp 9, em xin gửi đến các thầy cô những lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng. Chúng em xin được cảm tạ cô giáo dạy dỗ tận tình, dìu dắt, lời nhắn, nâng niu, chăm sóc của thầy cô. Những kiến thức chính cô truyền đạt hôm nay sẽ là hành trang vững chắc, là khát vọng và hoài bão để chúng em hướng về một tương lai tươi sáng. Thế thì những thầy bá trường trung học cơ sở Bạch Long tình yêu này sẽ là động lực để chúng em bước vào được. Xin mời các bạn cố trì đứng dậy, chúng ta chi ân cô. Và có cả tự quản cao.
kết quả hoạt động về đội ta lớn lên cùng đất nước, 100% đội viên tích cực tham gia phong trào thiếu nhi của địa phương. Các em đã hoàn thành phong trào kế hoạch nhỏ trong tổng số 13 chi đội và có 488 đội viên. Kết quả 100% các chi đội hưởng ứng tích cực và tham gia. Liên đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do cấp trên giao phó. Trong công tác thi đua khen thưởng, trong tổng số 488 đội viên có 19 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều giải cấp huyện. Trong 488 em học sinh có 105 học sinh giỏi, 64 học sinh tiên tiến, 100% đội viên, không có đội viên nào rất đặc biệt kém. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo, để phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong năm học và đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, sau đây tôi xin được bàn giao 488 các học sinh có danh sách kèm theo cho hội đồng xã Bạch Long. Và sau đây xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Huy Minh, Phó Bí thư đoàn xã Bạch Long nên có ý kiến phát biểu và nhận bàn giao. Xin mời anh. Thưa các thầy giáo, cô giáo, hôm nay toàn thể các em đội viên thân mến, về dự lễ tổ chức năm học của trường học cơ sở và nhận bàn giao các em đội viên về sinh hoạt tại cơ sở. Trước hết, chúng ta tôi hôm nay mặc cho đoàn, cho các đồng chí trong ban thường đoàn, hội đồng hội xã, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, ban đại diện cho các em học sinh, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em đội viên mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ tổng kết năm học 2021-2022 thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em đội viên, hàng năm cứ vào dịp mùa hè mong được lở là lúc nhà trường tổ chức lễ tổng kết năm học để nhìn lại quá trình giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường, cũng là lúc lúc các em đầu tiên bước vào gì nghỉ hè bổ ích đầy ý nghĩa. Các em tạo sang ngay trường để giúp đỡ gia đình cùng với các đại diện phụ trách tham gia các hoạt động hè tại những trên xanh. Thay mặt ban thường vụ đoàn xã, hội đồng đoàn xã, tôi xin tiếp nhận 488 em đội viên của trường học cơ sở về tham gia sinh hoạt tại những trên xanh. Trong dịp hè này, tôi cũng mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm, nhắc nhở, tạo điều kiện cho các em tham gia vào các hoạt động hè do đoàn đội tổ chức. Thông qua các hoạt động này, các em hiểu và ý nghĩa được có trách nhiệm gắn mình vào trong một những tổ chức về dạy truyền thống cách mạng. Trong dịp hè này, với khẩu hiệu mùa hè vui khỏe an toàn bổ ích và đầy ý nghĩa. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu quý, ban đại diện đội xã nghèo sinh, các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc toàn thể các đội viên về tham gia sinh hoạt tại trên xanh có một mùa hè vui khỏe, an toàn, bổ ích, đầy ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến, lễ tổng kết năm học 2021-2022 và chia tay ra trường đón học sinh khối 9 niên khóa 2018
2022 đến đây là kết thúc. Thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên, các nhân viên và các em học sinh, nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các vị đại biểu thanh lý, các bậc cha mẹ học sinh, các thầy giáo, cô giáo tại buổi hôm nay với những lời chúc mừng nhân dịp lễ tổng kết. Và đó cũng là nguồn động viên to lớn đối với thầy và trò nhà trường để chúng tôi tiếp tục nỗ lực cố gắng. Và đó cũng còn là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy đảng, chính quyền, của nhân dân tới sự nghiệp giáo dục nói chung và trường trung học cơ sở nói riêng, thể hiện sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Thay mặt chi ủy, ban giám hiệu và toàn thể hội đồng sư phạm giáo dục của trường, xin trân trọng gửi lời tới các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn đồng nghiệp lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin tuyên bố kết thúc lễ tổng kết năm học 2021-2022.